thêm toán hay học thêm tiếng Anh ở Giang? Em học thêm toán, toán hóa sinh thôi. Thế là vừa rồi vào lớp 10 thì đăng ký khối gì? Em đăng ký khối A1. Giờ nó ba rồi, nó không được ba. Mẹ ơi, anh Thanh ấy xuống, mẹ ấy thì rơi gấu ấy. Cháu cháu ơi. Mình lọc nước, anh xuống xem mẹ gọi. Mẹ bảo anh xuống xem thì em biết đâu được. Xuống xem nào.